Dạ vâng, Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả bác và toàn thể tất cả anh em dùng thành trên toàn quốc. Thì như vừa rồi thì em giới thiệu có về được là hai con đáy Calang Technic. Thì đây thì em đã tháo nắp ra để cho tất cả bác tham khảo về nội thất bên trong của hai con EV này. Đấy. Về phần mặt trước nó thì làm một mặt phay nhôm tránh nha bác, phay nhôm tránh và những cái viền màu đen để làm nối lên để mặt trước đó. Đó là dãy cân gồm 27 cân tinh chính, dòng này là dòng mono. Đấy, dòng mono nên các bác là nó chỉ sử dụng một cần gạt như thế này đó. Và volume chiếc áp tăng giảm âm lượng và cũng như là cần gạt của Bauer. Đây các bác, đây em có hai con nha, các bác nào muốn chơi CT thì lấy hai con, còn các bác muốn chơi mono thì lấy một con. Và một con thì các bác vẫn chơi CT được nếu các bác muốn kết nối từ con này xuống những cái con đáy âm ly thì các bác sử dụng một cái đường ra, nhưng mà nó chia ra hai đầu. Đấy, chia ra hai đầu để xuống đáy hoặc là xuống âm ly thì nó vẫn sử dụng là ở trên đáy, các bác vẫn sử dụng là hai kênh CT nha. Đấy, nhưng mà chính ở trên này thì chính mỗi một quế của con này chính được hai kênh của tất cả các bác. Vâng, và đây là phía trong linh kiện của sản phẩm. Rồi các bác nhìn thấy linh kiện nó chắc không? Cực kỳ là chắc. Ở đây thì nó sẽ không sử dụng những linh kiện nhỏ hay là những con diode con trở vân vân. Thì ở đây nó sẽ sử dụng những cái cuộn cảm, cuộn đồng như thế này để lọc tín hiệu và nên là nó cực kỳ là độc đáo, là độc đáo ở đây nha các bác ơi. Bác nhìn này, tất cả toàn là những cái cuộn cảm hết, cuộn đồng hết. Đấy, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 cái lớn và 2, 4, 6, 7, 7 cái nhỏ nha bác ơi. Này là 500 nha bác. Đấy, cái này là 500. Đấy, phía trong là cuộn đồng, những cuộn cảm. Đấy, rất là chất lượng luôn nha. Dòng này thì chất âm phải nói là cực kỳ là hay và độc đáo, là tăng phô nguồn. Cái đây là như cái con này thì nó như là có chiên cao điện được nha bác. Cái này hiện tại thì người ta đang để là 100V thì họ để gạt qua đây họ dán lại luôn. Thì theo em nghĩ thì con này thì sản xuất ở châu Âu, ở Anh Quốc thì nó sẽ chạy được điện 203. Nếu mà chúng ta gỡ này gạt qua thì nó có thể chạy được 203 này nha bác nha. Còn hiện tại thì còn nghi riêng nó thì họ để sao em để vậy luôn cho tất cả bác. Điện là 100V, 110V hàng xuất ra thị trường nhập nha. Đấy, tất cả hai con đều đẹp, long lanh nhau, sexy, còn sáng tròn luôn nha bác. Đây, nắp lưng này rất đẹp luôn nha. Đấy, nhìn xem. Với mỗi con như thế này thì giá nó chỉ có 4,7 triệu nha bác nha. 4,7 triệu mỗi con. Các bác lấy hai con là giá là 9 triệu nha. Các bác nào lấy một con là 4,7 triệu. Cực kỳ là chất lượng và độc đáo. Dòng này thì chất âm phải gọi là thiệt cực kỳ là hay. Để em sẽ ghép cho tất cả bác nghe. Đấy, hầu giờ thì em chưa thấy những cái con lọc nào mà nó sử dụng cái những linh kiện như thế này cho bác nha. Nên là nó độc, là độc ở đây, độc ở những cái linh kiện như thế này. Để các bác nhìn này. Đó, hai con là như nhau hết. Đấy, tất cả là bao zin cho các bác nha. Rồi, các bác nào có nhu cầu thì alo em. Con mỗi con là bán lẻ là 4,7 triệu nha. Các bác nào lấy hai con là 4,5 triệu một con, tổng cộng là hai con là 9 triệu. Mọi chi tiết mua hàng thì các bác liên hệ qua số điện thoại trong hình. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau.